Thưa quý vị, vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng nhanh về phía Đông. Trong ngày mai, nó sẽ thay thế hoàn toàn khối không khí lạnh. Do tác động từ vùng áp thấp, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, cả miền Bắc chỉ còn mây nhiều một lúc trong khoảng từ 4 đến 7 giờ sáng, kèm theo hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ. Sau đó, trời sẽ chuyển nắng sớm. Ở khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và phần phía Tây của tỉnh Yên Bái là những nơi đón nhận lượng nhiệt nhiều nhất từ vùng áp thấp phía Tây, nên trời có nắng sớm và cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ trong ngày mai tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Riêng các điểm như Mường La, Mường Lay, Mường Tè, Mai Châu, nhiệt độ còn đạt ngưỡng 34 đến 35 độ, trời nóng nhẹ. Với các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh miền Trung cũng nằm trong vùng tác động của hoàn lưu vùng thấp nhiệt cao. Dự báo ngày mai toàn miền Trung cũng đều có nắng sớm. Nhiệt độ trong ngày mai ở cả 14 tỉnh thành miền Trung không chênh nhau nhiều, dao động ở mức từ 29 đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai, nhiệt độ hầu như không thay đổi. Đó là bởi khu vực này đang chịu tác động của những nhiễu động gió đông đưa ẩm từ ngoài biển vào. Trong khoảng thời gian từ sáng đến đầu giờ chiều mai là khoảng thời gian tích lũy ẩm. Vì thế, trên cả hai khu vực đều tiếp tục có nắng nhưng cường độ nắng vừa phải. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Riêng ở miền Đông Nam Bộ vẫn xảy ra nóng cục bộ với mức nhiệt trên 34 độ. Sau đó, đến chiều và tối, khi lượng ẩm đã tích đủ, nó sẽ tạo ra những cơn mưa rào và dông trái mùa ở cả Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Mưa trái mùa trên nền nhiệt ngày cao luôn tiềm ẩn nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, tại tất cả các vùng biển nước ta đều đang trong những ngày thời tiết tốt. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió nhẹ, sóng biển thấp dưới 1m25, biển lặng và không có mưa dông. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng nằm trong vùng gió yếu ở mức cấp 3 đến cấp 4. Tuy nhiên lại có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nên tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.